chào tất cả các bạn thân yêu. Thì trước khi mà mình bước xuống ghe, mình cũng đắn đo ở trong lòng dữ lắm. Tại vì mình nghe nhiều người nói một câu truyền miệng với nhau, một câu như vậy, nói là những cái người mà nuôi cá hay là nuôi tôm rồi này kia là không có cho mình xuống bè, đặc biệt là con gái phụ nữ nha, còn đàn ông tay thì xuống thoải mái. Thì mình người ta nói là con gái xuống thì xui, con gái ra vuông tôm thì xui, người ta không có cho ra. Rồi bữa nay thì trước khi mình bước xuống ghe thì mình cũng đắn đo trong bụng, mình nói không biết bữa nay câu có cá hay không. Nếu như mà câu không có cá thì về thế nào cũng nói mấy nhỏ này đi theo, tại vì mấy nhỏ này đi theo cho nên không có cá nè. Đó, mình cũng sợ như vậy dữ lắm. Rồi lúc mà chuẩn bị bước xuống ghe thì cũng có một cái đám đội bạn ở bên kia, họ cũng đi câu giống như mình vậy đó, họ cũng mướn ghe để đi câu giống như mình. Thì họ cũng nói là phụ nữ bước xuống ghe coi chừng không có con nào nha. Đó thì mời các bạn cùng với mình coi thử coi cái câu này có chính xác hay không, hay là mình đi có may mắn hay không nha. Xa lắm, không có
bịch á anh, cầm cái bịch á. Anh xin một con sâu nhưng mà anh không dám bắt con sâu. Có phải cá trong bè tuổi sao phải không đâu chú, gọi có phải không hả?
con cá mà có cầy với có đuôi. Bây giờ cho chút chuột lại á. Ôi ôi quá trời rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn con cá mà nó ăn thức ăn của mình tự nhà mình làm thì nó được 42.000 ký, thì nó trên lệch vài ngàn, nhưng mà nhờ số nhiều thì mình có tiền nhiều hơn. Chú nói là một cái bè cá có thể là từ 100 triệu trở lên, có khi có người thì là 150, người 160, người 200 triệu. Chỉ có cái bè ở dưới thôi nha, còn cái nhà là chưa tính. Cái nhà mình phải tốn tiền thêm mình làm cái nhà đó. Còn tiền cá thì mỗi tháng mình mỗi một lần mình nuôi cá thì mình thả xuống cá tùy theo ít nhiều, mà trung bình á là cái tiền vốn, có nghĩa là tiền thức ăn với tiền cá con, hai cái cộng lại là khoảng 1 tỷ. Mà mình nuôi trong vòng 1 năm lận nha, 1 năm có khi 1 năm mấy, thì khi mình thu lại á là mình thu từ 500 triệu trở lên. Có thể nếu mà cá mà với bán được giá cao á thì mình có thể thu vô được 1 tỷ nữa đó. Có nghĩa là mình bỏ 1 tỷ ra thì mình nuôi 1 năm sau mình có thể lấy được ít nhất là 500 triệu. Chú nói ở trên ghe này mình thấy có, ở trên bè này mình thấy có 3 con chó, một con chó con với lại 2 con chó bự. Mà ba con nào nó thấy mình nó cũng lại nó mừng hết trơn á. Chú nói cái con này nè, nó thấy ai nó cũng mừng, thấy ai cũng chào tên, thấy ai cũng lại quen. Nhưng mà nó sủa cái á là có người, sủa cái là có người, chứ không có sủa thay khơi. Con hả? Dạ con. Cái này là cái gì chú? Cái chim. Chú đang cho cá chim ăn thức ăn. À, cá này là cá con chưa có bự, nó mới bằng ngón tay cái của mình à. Cá tông
nè Dung. Lên trên này á là của anh đó đó, anh đó tên anh Phụng. Lên trên này là của anh Phụng, anh Phụng là chủ vườn lên trên. Rồi anh Phụng anh đem lên trên heo cho tụi mình ăn. Rồi bây giờ mình xếp ra cho chú mấy chú ở dưới này ăn nè. Là lớn qua một cơn, sau đó mình câu xuống là cá dính dữ lắm dính. Mưa lớn thì nước chảy sao nha. Ôi. Nó nuốt luôn cái lửa sâu vô bụng rồi. Quá. Giờ lấy bạn mang. Giờ hai anh này đang móc cái lửa sâu luôn rồi. Tụi mình đã thu hoạch mấy con cá này xong thì giờ tụi mình chuẩn bị đi về. Chú ơi con về nhanh chú. Con cảm ơn chú. Con nhỏ nhỏ ở đâu rồi bắt bỏ ở đây nè. Chú ở chỗ rồi.
Thôi mình chuẩn bị mình giật máy mình đi về. Xá thành công. Hãy tắt ra cho anh Bảy anh giật má, anh thể hiện. Ủa đề hả anh Bảy? Đề không cần giật luôn. Bây giờ thì tụi mình chuẩn bị lội qua sông để đi về. Thì cá đầy xuồng rồi. Mình mua thêm mấy cái đậu bắp với mấy cái cà.
chục, một bốn chục gì rồi. Mình lựa ghế để không hơi tại mưa. Cùng á là mình thấy được là cái câu con gái mà bước xuống, con gái mà đi câu á là không có cá là hoàn toàn sai lầm luôn nha. Chẳng những con gái đi câu có cá mà còn có cá thiệt là nhiều nữa mới là khác á. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nghe. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ.